Lisa bị nói mù quáng để bạn trai tỷ phú dạy hư, cãi lời cha mẹ, ăn mặc ngày càng lố, phản cảm. Lisa đã trải qua một số thay đổi về kiểu tóc và phong cách cá nhân, cô tự tin khoe diện kiểu tóc không có mái và sau đó cô đã đăng tải một bức ảnh chụp đồ tắm sau khi tin đồn hẹn hò với con trai của tỷ phú. Nhiều fan đã nhận xét rằng nữ thần tượng này đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày dính tin đồn yêu đương. Từ khi ra mắt vào năm 2016, thành viên của nhóm Blackpink đã thu hút người hâm mộ bằng âm nhạc, màn trình diễn cuốn hút và phong cách cá tính. Bộ tứ gồm Jisoo, Jennie, Rose và Lisa đã tỏa sáng trong lĩnh vực thời trang và ảnh hưởng của họ là không thể phủ nhận, khiến họ trở thành đại sứ cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Theo tạp chí Hello India, trong số 4 thành viên, Lisa nổi bật với phong cách cá nhân mà còn có sự thử nghiệm hơn so với 3 thành viên còn lại. Lisa, người được biết đến với giọng ca Money, là đại sứ toàn cầu của Celine và Bulgari, thường xuất hiện ở hàng ghế đầu trong các tuần lễ thời trang. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Lisa đã chọn phong cách an toàn với những kiểu dáng cổ điển và màu sắc tươi sáng. Ví dụ, cô đã diện chiếc váy hồng của Pinko và bộ váy đen tại lễ trao giải âm nhạc Melon 2016. Theo thời gian, Lisa đã phát triển gu ăn mặc cá nhân hơn. Ngôi sao sinh năm 1997 đã trở thành biểu tượng phong cách của thế hệ Z. Khi cô xuất hiện trong chương trình Good Morning America vào năm 2019, diện một bộ trang phục áo Balencia phối với Vitamin X Levi's và giày bụi bặm của Doc Martin. Đây cũng là thời điểm Lisa thu hút sự chú ý từ các thương hiệu xa xỉ trên toàn cầu. Cô đã được phát hiện tại tuần lễ thời trang Paris khi xuất hiện trong một bộ trang phục nam của Celine, một thương hiệu đã tài trợ cho cô từ đầu đến chân. Sự hợp tác giữa Lisa và Celine đã tạo nên sự thay đổi đáng kể trong phong cách của cô. Vẻ ngoài của Lisa trở nên sang trọng, đồng thời vẫn giữ được sự trẻ trung và tươi mới. Điều này rõ ràng thể hiện trong bộ trang phục mà cô ấy diện tại lễ trao giải Golden Disc Award 2019. Gần đây, Lisa đã bị đồn đoán hẹn hò với Frederic Arnaud, con trai của tỷ phú Bernard Arnaud, người giàu nhất thế giới. Tin tức tình ái này đã đưa nữ thần tượng từ nhóm nhạc YG trở thành trung tâm chú ý. Mặc dù công ty quản lý không xác nhận thông tin này, nhưng Lisa vẫn tiếp tục chia sẻ nhiều hình ảnh về cuộc sống hàng ngày trên mạng xã hội, cho thấy phong cách của cô trở nên tự do và phóng khoáng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, Lisa tự tin đăng tải hình ảnh mặc đồ tắm lên trang cá nhân. Trước đó, cô đã có phần e dè và lo lắng vì sợ mẹ không đồng ý. Từ những bức ảnh gần đây, người hâm mộ nhận ra rằng nữ thần tượng đã có một chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình bạn trai. Nhiều khán giả đã nhận xét rằng Lisa trở nên gợi cảm và táo bạo hơn khi có tình yêu trong cuộc sống của mình. Chưa hết, thời trang biểu diễn của Lisa được cho là ngày càng ngắn. Mới đây, một người dùng mạng đăng lên Weibo loạt ảnh với Lisa trong buổi biểu diễn gần đây của Blackpink ở Mỹ. Trong ảnh, nữ idol Thái Lan khoe triệt để vóc dáng trong trang phục cut out màu hồng và đen đặc trưng. Người hâm mộ càng sốc hơn khi nhìn thấy phiên bản gốc trang phục biểu diễn của Lisa. Thực chất, đó giống như swimsuit phiên bản thiếu vải, chỉ đủ che chắn những bộ phận nhạy cảm nhất. Cư dân mạng nhận định, dù trang phục đã được chỉnh sửa cho phù hợp, nhưng nhìn ảnh quảng cáo vẫn khiến họ không dám tin vào việc em út Blackpink mặc bộ đồ trên người để biểu diễn. Thời gian qua, Lisa gây nhiều tranh cãi vì trang phục biểu diễn ngày càng cũn cỡn, nhất là khi Blackpink dừng chân ở các quốc gia phương Tây như Mỹ hay châu Âu. Người đẹp thường xuất hiện với những chiếc váy siêu ngắn, lộ hết quần bảo hộ, khiến nhiều người thắc mắc liệu đâu là trang phục chính. Ngoài ra, cô cũng chọn những chiếc quần short bó sát và ít vải đến mức hớ hênh vòng ba. Một số cư dân mạng cho rằng đó là lỗi của stylist cố tình để thu hút thêm nhiều khán giả hơn. Có người mỉa mai bạn trai tin đồn dạy hư Lisa vì từ khi dậu tin hẹn hò, cô nàng trở nên táo bạo hơn. Bên cạnh đó, không ít fan ủng hộ Lisa theo phong cách gợi cảm. Họ nhận định khán giả vẫn có cái nhìn định kiến rằng idol K-pop phải giữ hình ảnh trong sáng, ngoan hiền, trong khi việc khoe điểm mạnh hình thể là quyền của mỗi người.